chính thì nó có như thế này, nó lụng là lụng lẳng như thế này, ok chưa? Đó bà con ha. Và cây này đã thích nghi được với khí hậu Việt Nam vì nó đang đâm chồi rồi nè nha bà con. Đó bà con thấy không, cây nó đang đâm chồi ha, đang đâm chồi nảy lọc mặc dù mới về Việt Nam có khoảng một tuần. Xin chào quý bà con, mình là Quang sáng lập kênh siêu thị cây giống. Dạo gần đây Quang hay chia sẻ đến quý bà con những cái loại cây ăn trái bonsai chúng ta vừa có thể trồng trong chậu được, để chúng ta có thể vừa nhìn ngắm và có thể ăn trái được. Và một trong những cái cây rất là nổi bật hiện nay mà bà con đang rất là quan tâm, các quý khách hàng ở Sài Gòn cũng rất là quan tâm, đó chính là cái cây táo đỏ lùng. Và rất là nhiều các câu hỏi quay xung quanh cây táo đỏ lùng, ví dụ như là cây táo đỏ lùng trồng ở Việt Nam có thích hợp hay không, có trái hay không, trái nó chín là như thế nào, rồi cây thực tế nó ra như thế nào, nó được bao nhiêu trái, và rất là nhiều các cái câu hỏi. Và đó cũng chính là những cái câu hỏi của Quanh khi mà Quanh mới biết về cây táo đỏ lùng. Thì ngày hôm nay trong chuyên mục về hỏi xoáy đáp xoay thì Quanh sẽ chia sẻ đến quý bà con về cây táo đỏ lùng Mỹ thì nó như thế nào. Nhưng mà bên Quanh thì không có phát triển cái này theo dạng kinh tế nha, bên Quanh chỉ là khuyến khích bà con mua cây táo này để giờ chúng ta trồng trong chậu, chúng ta có thể vừa nhìn ngắm, chúng ta vừa có thể ăn trái, chúng ta vừa có thể tạo bonsai cho cái khu vườn nhà mình, để cho cái khu vườn nhà mình nó thú vị hơn. Sau một ngày làm việc đồng áng, chúng ta về chúng ta có cái để nhìn, chúng ta có cái để chăm, chúng ta có cái để mà gọi là hào hứng mỗi ngày ở bên cạnh công việc ha bà con ha. Thì bây giờ bà con Quanh sẽ giới thiệu trực tiếp và chi tiết hơn về cây táo đỏ lùng Mỹ để bà con có thể hiểu rõ hơn về loại cây táo này, và chúng ta có thể dễ dàng trồng trọt cái loại này ở trong cái khu vườn tại nhà mình ha. Bà con ha, giờ đi theo chân Quanh nha. Hello quý bà con, ngày hôm nay Quanh muốn chia sẻ đến quý bà con về cái loại cây táo lùng Mỹ. Và nhiều bà con hỏi là bên siêu thị có giống có cung cấp cây táo lùng Mỹ hay không, và kính thưa quý bà con là có nha bà con nha. Và đây là siêu thị cây giống ở tại Chợ Lách Bến Tre, đây là gọi là trung tâm của siêu thị cây giống. Và trong thời gian sắp tới, siêu thị cây giống do cái nhu cầu bà con đang muốn gọi là trải nghiệm cây giống rất là nhiều, mà Quanh sẽ là mở thêm một vài cái chi nhánh nữa để bà con có thể dễ dàng mua những cái loại cây giống mình cần ở tại cái địa phương của mình ha bà con ha. Còn ngày hôm nay Quanh sẽ chia sẻ đến quý bà con về cái chủ đề là chúng ta sẽ nói về cây táo đỏ lùng Mỹ, một cái cây mà mang tính chất giải trí rất là cao và chúng ta có thể sử dụng được, chúng ta có thể ăn được, để chúng ta có nhiều cái điều thú vị hơn trong cuộc sống. Bên cạnh áp lực công việc thì Quanh cũng muốn giúp bà con giải tỏa cái phần công việc của mình cho nó gọi là cân bằng ha, cân bằng trong cuộc sống ha bà con ha. Và nhà nông cũng có áp lực của nhà nông, nhân viên văn phòng hay là chủ doanh nghiệp thì cũng có áp lực riêng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau cân bằng cuộc sống của mình, cuộc sống phải càng ngày càng thú vị đúng không ạ? Thì đây trên màn hình của chúng ta, đây là cây táo đỏ lùng nhập khẩu, hay còn gọi là cây táo đỏ lùng Mỹ. Và đây là những cái trái chín của nó rất là mọng ha bà con ha. Và Quanh sẽ cho để ngón tay vô để bà con có thể thấy được cái size của nó. Đây là loại cây nhỏ. Và khi mà chín thì nó đỏ mọng như thế này ha. Nó sẽ đỏ hết hoàn toàn nguyên cái trái này luôn nha bà con nha. Nó sẽ đỏ hết hoàn toàn nguyên cái trái này luôn. Và bà con hỏi Quanh là có ăn được không? Thì ok, ăn được chứ, ăn được nha. Và cái cây này mới về thì cũng có một vài trái nó bị rụng như thế này, bà con có thể thấy nè. Đó, thì cây này về mới có mấy ngày thôi mà hiện tại bây giờ vẫn đang đâm chồi rồi nha. Hồi nãy Quanh thấy có mấy cây nó đang đâm chồi rồi nè. Ok chưa? Nè bà con ha, những cây này nó đang đâm chồi nảy lọc rồi nha bà con nha. Và cái táo này á thì á, bà con có thể thấy là chất lượng bên trong của nó giống như là cái trái bơm thôi, như cái trái bơm mình hay ăn đó. Thì đây là loại nhỏ, loại bonsai đó bà con ha, đây là nhỏ là bonsai. Và đây là cái cây mà Quanh cố tình quay là nó chín rồi để bà con thấy là ok, nó rất là lung linh, nó rất là xinh xinh ha bà con nha, rất là lung linh và xinh xinh nha. Chụp một phát một nè, nè cái này nó bị hư thì chúng ta tháo nó xuống nha. Quanh quay rất là thực tế để cho bà con có thể thấy được toàn cảnh, chứ Quanh không có quay gọi là quay giả bộ để mà bà con mua cây giống về rồi bắt đầu cảm thấy khó chăm quá. Cây này thì rất là dễ chăm ha bà con ha. Chúng ta nói về đặc tính bonsai của nó, bà con có thể thấy được cái phần gốc của nó khá là gồ ghề nè bà con thấy không, nó rất là gồ ghề như thế này. Thì nó phải mang cái
Từ với cái việc mà gồ ghề như thế này, nó sẽ giúp cho cây của chúng ta tạo dáng bonsai rất là chuẩn. Bà con thấy đó, và cây này cũng đang đâm tượng. Về chính cái sự gồ ghề này, bà con sẽ uốn éo nó theo cái cách mình muốn, theo cái cách tạo cảnh của mình muốn. Và bắt đầu phần trên nè, nó sẽ tạo trái, bà con thấy nó khá là thú vị. Tại vì là phần dưới là gốc bonsai, phần trên là có trái. Và những cái cây này thì tạo cái độ thẩm mỹ rất là cao, vì nó vừa độc vừa lạ nữa, đúng không ạ? Rất là xinh đúng không ạ? Đây nè, bà con thấy ha, rất là xinh, rất là xinh luôn nè, bà con thấy nha. Đó, bà con thấy không đó, khi mà nó chưa chín thì nó có như thế này, nó lụng là lụng lẳng như thế này, ok chưa ạ? Đó bà con ha, và cây này đã thích nghi được với khí hậu Việt Nam vì nó đang đâm chồi rồi nè nha bà con. Đó bà con thấy không, cây nó đang đâm chồi ha, đang đâm chồi nảy lọc, mặc dù mới về Việt Nam có khoảng một tuần thôi. Và đây là chùm nè, 3-4 trái luôn, trái chùm nha bà con nha. Và hết đợt này thì sẽ tới đợt khác, ra bông cũng rất là đẹp, nên sẽ cập nhật một cái video mà có bông cho bà con xem ha. Còn đây là một cái cây đang còn rất là nhiều lá, cây nào rụng lá bớt thì nó sẽ nhanh ra ra tược, ra chồi hơn. Và đây là cái cây nè, bà con có thể thấy là nó đang đâm chồi ha, đang đâm chồi đâm tược, được chưa? Đang đâm chồi đâm tược rất là ok đúng không, bà con có thấy trên màn hình không ta? Đó 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 đó, à, ok chưa? Và cây này thì trái nó sẽ còn hơi xanh xíu và rất là chùm nha bà con nha. Bà con thấy không, nó chùm, gọi là chùm bự luôn á, không biết là bao nhiêu trái luôn trên một cây luôn á. Nè bà con thấy không, nguyên một chùm luôn nè, được chưa? Chùm rất là to, và khi mà nó chín nó sẽ đỏ rực giống như cái cây lúc nãy chúng ta vừa quay. Và gốc này cũng là gốc bonsai ha, gốc này gốc bonsai, bà con thấy không, rất là cái yếu tố thẩm mỹ. Và cái trái thì bà con thấy ăn giống như là cái trái táo, trái bơm của chúng ta hồi xưa đó bà con hà. Đó, ok chưa? Đó con ha, đây bên cây bên này cũng vậy nè, cây bên này cũng đang đâm chồi rồi nè, được chưa? Đó, cây bên này cũng đang đâm chồi rồi nè. Đó bà con thấy không, rất là nhiều trái nha, nó mọc từ thân dưới nó mọc lên luôn. Và khi nó chín nó sẽ đau luôn. Cây này mới về thì lá nó hơi bị héo một xíu, mà nó đang hơi mệt xíu, nên là nhưng mà không có sao đâu nha bà con nha, nó sẽ phục hồi lại và nó đầu nó bỏ cái lá cũ đi và nó sẽ phát triển thành cái lá mới cho chúng ta những cái cây rất là xinh, ok chưa? Trời, trong này nè, đây là một cái cây táo đang còn rất là xanh. Và cái cây táo này khá là thú vị ở chỗ là nó là nguyên một chùm luôn, nó là nguyên một chùm to như thế này luôn, mà con thấy không, nó đeo ở trên nè, không biết sao mà nó hay dữ, không biết nó đeo nguyên một chùm, không biết là bao nhiêu trái ở đây luôn. Mà bà con nghĩ ơi, chúng ta chưng cái cây này, chúng ta trồng cái khu này trước cái cửa nhà mình, mà ai vô cũng hỏi hết, tự nhiên chúng ta cảm thấy mát lòng mát dạ đúng không ạ? Chúng ta về chúng ta ngắm nó ngày ngày, nó đổi sắc đây, nó đổi từ màu xanh này, nó sẽ đổi từ từ qua màu xanh này, màu đỏ đỏ này, rồi từ từ nó chín nó sẽ cho ra cái màu đỏ này ha, chín nó ra màu đỏ này, được chưa? Rất là thú vị đúng không ạ? Ok đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, rồi. À, chia sẻ với quý bà con một vài chi tiết về cây táo đỏ lùng Mỹ như vậy. Sau đó Quang sẽ thực hiện với bà con khi chúng ta lấy về, chúng ta mua về, chúng ta thay chậu như thế nào, chúng ta chăm sóc, chúng ta bón phân như thế nào cho cây táo lùng đỏ Mỹ này. Và một lần nữa khẳng định với quý bà con rằng cây táo đỏ lùng Mỹ rất là phù hợp với khí hậu của Việt Nam, và nó có tính thẩm mỹ, có tính giải trí rất là cao hả bà con ha, rất là dễ trồng, rất là dễ đậu trái. Hết đợt này nó sẽ cho đợt trái khác nha bà con nha. Ok chưa? Rồi, một vài điều chia sẻ đến quý bà con về những cái loại cây mà Quanh cảm thấy đang rất là vui vì Quanh có thể trồng và chăm sóc nó mỗi ngày, nhìn ngắm nó cảm thấy rất là thú vị. Rất là mong là quý bà con cũng có thể tìm được một cái giải pháp để mình có thể cân bằng trong cuộc sống, giữa những cái áp lực với công việc, áp lực trong cuộc sống gia đình, và cân bằng với những cái điều vui thích của mình mỗi ngày. Bên cạnh việc nhậu nhẹt hoặc là việc đọc sách hoặc là cà phê ha bà con ha, thì chúng ta thêm một cái thú nữa là trồng vườn, làm vườn đúng không ạ? Đã, rất là xinh ha bà con ha, đây gọi là cây ăn trái bonsai, rất là tuyệt vời ha bà con ha. Nếu bà con có bất kỳ thắc mắc gì chưa rõ về cây táo lùng này, có thể gọi vào số hotline hiện trên màn hình. Quanh cùng với các anh chị cũng đã nghiên cứu cây này rất là kỹ, rất mong được chia sẻ cùng quý bà con để chúng ta có nhiều kiểu trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Và nếu bà con cảm thấy video này hữu ích và cây táo lùng này đẹp ơi là đẹp, thì bà con cho Quanh xin một like và share, chia sẻ đến những người bạn của mình cần nha. Nhớ đăng ký kênh để khi Quanh thực hiện những video tiếp theo thì bà con sẽ được nhận đầu tiên. Còn bây giờ Quanh cùng với các anh chị xin chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.
phát triển một cách nhanh chóng, và đồng thời đó là từ đó giúp cho cây sinh trưởng và phát triển rất là nhanh, và sẽ tiết kiệm được 20-30% cái chi phí sử dụng phân bón cho khu vườn của mình. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thu hoạch trái xong thì cái vườn cây của chúng ta thường hay bị suy kiệt, thì sản phẩm Cubic Hoa Kỳ sẽ giúp cho cái vườn của quý bà con phục hồi một cách nhanh chóng nha bà con nhé. Và cuối cùng điều chúng ta mong đợi là khi chúng ta sử dụng sản phẩm Cubic Hoa Kỳ này, cây của bà con sẽ phát triển mạnh mẽ, cho năng suất cao, trái đẹp và phục hồi nhanh chóng sau khi thu hoạch. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm Cubic Hoa Kỳ hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm này, bà con hãy gọi vào số hotline trên màn hình. Đội ngũ kỹ sư của siêu thị cây giống rất vui được chia sẻ đến quý bà con về bí quyết này và đồng hành cùng quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con nha.